Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hòa giải. Tại điểm cầu Hưng Yên, dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiện nay cả nước có trên 96.600 tổ hòa giải được thành lập tại các thôn, tổ dân phố, mỗi tổ từ 5 đến 7 hòa giải viên. Kỹ năng hòa giải được nâng lên. Việc huy động các nguồn lực cho công tác hòa giải được quan tâm. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước đã tiến hành hòa giải trên 140.000 vụ việc và hòa giải thành công trên 120.000 vụ việc. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá công tác hòa giải là nội dung rất quan trọng. Tỉnh Hưng Yên đến nay 100% các thôn tổ dân phố đã thành lập được tổ hòa giải, giải quyết được trên 10.000 vụ việc và tỷ lệ hòa giải thành công đạt gần 80%. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật hòa giải và các quy định liên quan của Đảng Nhà nước về công tác hòa giải, đặc biệt nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên với công tác hòa giải, gắn liền với dân vận khéo, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ hòa giải, các luật sư phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật và kế hoạch của tỉnh đã ban hành. Đề cao trách nhiệm đối với người dân ở từng địa bàn, sâu sát nắm bắt tình hình để giảm xung đột, tranh chấp tại thôn, tổ dân phố, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.